Xin chào các bạn. Canada đang trở thành một cường quốc du học nổi lên trong thời gian gần đây. Bên cạnh những nước khác như Mỹ, Anh, Úc, nhiều bạn sinh viên quốc tế quan tâm đến việc định cư ở Canada sau khi tốt nghiệp, và chính phủ Canada có những chính sách hỗ trợ định cư cho đối tượng này, cũng như hiện nay cũng có chương trình định cư cho sinh viên quốc tế tại các tỉnh bang tại Canada. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chương trình định cư tại tỉnh Alberta, Canada qua sự chia sẻ của chuyên viên tư vấn du học Canada của công ty du học Tân Đại Dương các bạn nhé. Xin chào chị Đoàn Lộ. Để mở đầu cho chương trình, em xin đọc thư của bạn Ngọc Linh, 18 tuổi, đang học tại Trung học Phổ thông Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, có nội dung như sau. Chào anh chị Tân Đại Dương, em biết công ty mình 2 năm nay rồi, thông qua bạn em giới thiệu. Tuy nhiên, hiện bạn ấy đang học tập tại bang British Columbia, Canada. Còn em muốn du học bang Alberta, Canada, nhưng em còn nhiều điều chưa rõ về bang này. Chị có thể giới thiệu sơ lược giúp em được không ạ? Thì cảm ơn câu hỏi của bạn Ngọc Linh. Thực ra thì British Columbia hay là Alberta thì cũng là cái sự lựa chọn của đông đảo học sinh Việt Nam khi du học tại Canada. Thì với câu hỏi của bạn thì chị xin phép được trả lời như sau. Alberta được thành lập vào năm 1905. Alberta được đặt theo tên của công chúa Louis Caroline Alberta, con gái thứ tư của nữ hoàng Victoria. Thủ phủ của Alberta là Edmonton và thành phố lớn nhất của tỉnh là Calgary, và biểu tượng chính thức của tỉnh Alberta là hoa hồng dại. Alberta là tỉnh có số dân đông thứ tư tại Canada và là tỉnh lớn thứ tư sau Quebec, Ontario và British Columbia. Alberta là một trong những xã hội bậc nhất về nền kinh tế so với các tỉnh khác của Canada. Nằm ở miền Tây Canada, toàn tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh chóng, dựa phần lớn vào nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nó. Để hai thành phố lớn nhất của Canada là Calgary và Edmonton, Alberta là đông dân nhất trong ba tỉnh đồng cỏ của đất nước này. Nó cũng nổi bật là một trong những phần đẹp nhất của Bắc Mỹ, có công viên quốc gia nổi tiếng như là Banff và Jasper. Thời tiết thì khí hậu của Alberta cũng khá là đặc trưng, nơi đây mang khí hậu lục địa khô, nóng vào mùa hè, lạnh vào mùa đông, và khí hậu thay đổi dần từ bắc xuống nam. Nói mùa hè nóng nhưng so với khí hậu ở Việt Nam thì nơi đây có một cái khí hậu tương đối là mát mẻ. Cảm ơn chị Lụ với những chia sẻ về Alberta xinh đẹp nhé. Và tiếp theo là câu hỏi liên quan đến vấn đề các trường đại học danh tiếng tại Canada. Thư từ bạn Bảo An đã chia sẻ: mình đang học lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tại Bình Dương. Gia đình mình có tìm hiểu trên mạng và dự định sẽ cho mình đi du học tại Canada, bang Alberta. Tuy nhiên, gia đình mình lại không biết tại bang Alberta này có những trường đại học nào tốt không. Vậy, chị Lụ có thể tư vấn cho bạn những trường nào tốt và phù hợp được không ạ? Xin chào An, trước tiên thì chị cũng xin cảm ơn câu hỏi của em. Thì với Canada có rất là nhiều trường đại học đào tạo các chuyên ngành tốt, cụ thể hơn với bang Alberta. Hiện tại bang Alberta có dân số đông thứ ba tại Canada, cũng là điểm lý tưởng cho du học sinh quốc tế, với hai trường đại học danh tiếng là Đại học Alberta đứng thứ 5 tại Canada và đứng thứ 96 trên thế giới, Đại học Calgary đứng thứ 10 tại Canada và đứng thứ 201 trên thế giới. Ngoài ra, tại bang Alberta còn có các trường cao đẳng đại học nổi tiếng điển hình như là Northern Alberta Institute of Technology, Mount Royal University, Mark Ewan University, Perman University, Beverly College, University of Lethbridge, Northwest College, Athabasca University, Pullman University, Tyler College. Thì danh sách trường giống như chị đã vừa mới chia sẻ với em, thì tại Canada nó sẽ có rất là nhiều trường, và mỗi trường nó sẽ có một cái yêu cầu đầu vào khác nhau. Em có thể liên lạc trực tiếp với công ty Tân Đại Dương theo số điện thoại là 0838484879, hoặc lên trực tiếp với công ty theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, để được các chị chuyên viên tư vấn hỗ trợ em trong quá trình chọn trường cũng như chọn một cái ngành phù hợp với điều kiện khả năng học lực cũng như là vấn đề tài chính của gia đình mình em nhé. Xoay quanh vấn đề chương trình định cư, em cũng nhận được một email từ bạn Tuấn Vũ, 21 tuổi, đến từ Tiền Giang. Trong email có nội dung như sau: chào chị Lụ, em có nghe nói là Canada có những ngành nghề nằm trong diện định cư sau khi tốt nghiệp. Vậy chị có thể giới thiệu cho em những trường có ngành nghề đó được hay không? Em xin cảm ơn. Vâng, xin chào bạn Tuấn Vũ. Hiện nay có một số ngành nghề đang thu hút nhân lực phát triển tại tỉnh bang Alberta và cũng rất là phù hợp.
như là khối ngành kỹ thuật, kinh tế, tài chính, đồ họa, giáo dục, du lịch và khách sạn. Một số nhóm ngành tại đây được đào tạo theo chương trình thương mại. Đây là cơ hội tốt cho học sinh quốc tế vừa trau dồi kinh nghiệm thực tế, vừa có thêm nguồn thu nhập. Và quan trọng nhất, đây là một điểm quan trọng trong cái CV xin việc của bạn sau khi tốt nghiệp. Thì tại bang Alberta có những trường đại học nổi tiếng như Đại học Alberta đứng thứ 5 tại Canada và đứng thứ 96 trên thế giới như tôi vừa mới chia sẻ hồi nãy. Và trường Đại học Alberta thì được thành lập vào năm 1908 là đại học hàng đầu tại Canada, nổi tiếng với những cái nghiên cứu được vinh danh trên thế giới. Trường là nơi đặt của cơ sở của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Công nghệ Nano và mang đến cho sinh viên đại học sau đại học chương trình đào tạo chất lượng đỉnh cao và ngành học chỉ có tại Canada. Trường Đại học Alberta tọa lạc tại Edmonton là thành phố hiện đại và là nơi phát triển nền công nghiệp ga và dầu khí mạnh mẽ của Alberta. Trường có hơn 39.500 sinh viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên quốc tế đến từ 164 quốc gia trên thế giới. Trường Đại học Alberta mang đến cho sinh viên một môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, thân thiện, nhiều dịch vụ hỗ trợ trong một cái môi trường đa văn hóa và lý tưởng cho các hoạt động nghiên cứu đột phá. Các ngành đào tạo của trường gồm có như là cơ khí, khoa học, kinh doanh, y khoa, giáo dục, điều dưỡng, nghệ thuật v.v. Thì đại học thứ hai tôi muốn giới thiệu đó là Đại học Calgary. Đây là trường đứng thứ 10 tại Canada và đứng thứ 201 trên thế giới. Thì trường này hồi nãy tôi đã có chia sẻ ở câu hỏi trước rồi, nhưng mà bây giờ tôi xin được giới thiệu rõ nét hơn về trường. Thì Đại học Calgary là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Calgary, Alberta thuộc Canada. Khuôn viên chính của trường nằm ở phía tây bắc của Calgary. Trường luôn luôn cung cấp các cơ sở hạ tầng mới để có thể đáp ứng được số lượng lớn sinh viên và các hoạt động về nghiên cứu. Trường có khoảng 85 viện và trung tâm nghiên cứu, trung tâm thư viện lớn với khoảng 1 triệu đầu sách cùng với những cái thiết bị nghiên cứu hiện đại phục vụ cho việc học và nghiên cứu của sinh viên. Các ngành đào tạo của trường thì gồm có như là kỹ thuật này, kỹ thuật kiến trúc, truyền thông và văn hóa, media design, kinh tế, nghệ thuật, luật, quản lý và cái ngành du lịch. Trường thứ ba tôi muốn giới thiệu đó là trường Northern Alberta Institute of Technology. Trường được thành lập vào năm 1962 và tọa lạc tại Edmonton, Alberta, Viện Công nghệ. Trường Northern Alberta Institute of Technology được viết tắt là NAIT là một trường đào tạo về kỹ thuật và khoa học ứng dụng hàng đầu tại Canada. Nằm tại Edmonton, đây cũng là đơn vị đào tạo nghề lớn nhất Canada với 98 nhà tuyển dụng có ý muốn tiếp tục tuyển dụng sinh viên từ đây. Trường Northern Alberta Institute of Technology đào tạo các chuyên ngành như sau là kinh doanh, hành chính, khoa học và kỹ thuật, ứng dụng, xây dựng và thiết kế, quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí và công nghiệp, phương tiện truyền thông và thiết kế, công nghệ, kiến trúc và cảnh quan. Tiếp theo là một câu hỏi từ một bạn xin giấu tên. Theo như em nghĩ, du học Canada chúng ta sẽ không phải phỏng vấn như đi du học tại Mỹ. Nhưng để hạn chế thấp nhất vấn đề phỏng vấn có thể xảy ra thì chúng ta cần chuẩn bị thật hoàn hảo về hồ sơ trước khi nộp. Vậy Tân Đại Dương có thể hướng dẫn cho em cần chuẩn bị những loại hồ sơ nào, thủ tục nào khi du học Canada được không ạ? Vâng, thì với cái câu hỏi của bạn Trúc Linh thì chị cũng xin phép được trả lời như sau. Là theo những cái quy định hiện hành thì thủ tục và hồ sơ du học Canada thì không cần phải phỏng vấn. Tuy nhiên họ sẽ xét duyệt hồ sơ rất là kỹ bởi vì thời gian xét duyệt có thể lên tới 3 tháng. Nên để hạn chế tối thiểu thấp nhất cái vấn đề bị phỏng vấn xảy ra, bạn cần chuẩn bị thật kỹ và trung thực những cái giấy tờ và thủ tục như sau. Thứ nhất là các bạn cần phải đóng lệ phí xử lý hồ sơ. Thứ hai là điền vào đơn xin thị thực nhập cảnh du học. Phải được điền đầy đủ bộ đơn thì gồm có là đơn xin thị thực nhập cảnh, thông tin về người đứng đơn, bản khai lý lịch của gia đình. Thứ ba là hộ chiếu là phải có giá trị bao gồm hết khoảng thời gian định lưu trú lại Canada, cần nộp một bản chính và một bản sao. Thứ tư là hình 4 tấm khoảng cỡ hình hộ chiếu mới chụp trong vòng 6 tháng. Thứ năm là thư nhập học, thì bản chính và bản sao thư nhập học chính thức của trường tại Canada, thư nhập học cần phải có những thông tin sau như là họ tên và địa chỉ của học sinh, ngày tháng năm sinh của học sinh, khóa học và trình độ của khóa học, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khóa học. Thứ sáu là cần phải có bảng điểm, thì phiếu điểm gần đây nhất như là học bạ do trường trung học cấp, đại học hoặc cao đẳng cấp và tất cả các bằng cấp khác. Thì thứ bảy là cần phải chứng minh tài chính của người tài trợ. Chứng minh tài chính như thế nào? Nó sẽ gồm những cái giấy tờ như sau: giấy xác nhận tiền gửi trong ngân hàng, sổ tiết kiệm trong vòng 12 tháng qua,
thư chứng minh việc làm nêu rõ mức lương hoặc người tài trợ là chủ doanh nghiệp thì phải có giấy phép kinh doanh và phải có biên lai đóng thuế trong khoảng cỡ 6 tháng vừa qua. Nếu có học bổng thì cho biết loại học bổng, số tiền tài trợ, điều kiện để đạt học bổng. Thì hy vọng là với những cái chia sẻ của tôi vừa giải đáp sẽ giúp bạn có một cái sự chuẩn bị về cái mặt hồ sơ tốt hơn. Chân thành cảm ơn những sự chia sẻ của chị Lụ trong chương trình ngày hôm nay. Canada luôn là một quốc gia có nhiều chính sách mở cửa cho du học sinh, nên còn những thắc mắc nào khác hoặc để cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn đừng ngại, hãy liên lạc ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại các bạn.